sớm muộn gì á thì con cũng là con dâu của mẹ mà. Đúng rồi. Thưa mẹ, con mới về. Ủa, em về nước rồi nào mà sao không nói ra đón? Thì tại anh bận chăm vợ quá nên em đâu có nói đâu. Con vợ con gì nữa con, bắt đầu từ hôm nay á con là con dâu của mẹ rồi. Mẹ, mẹ nói vậy là ý gì? Cô không còn là dâu của tôi nữa, tôi đâu có cái phúc đó đâu. Ủa mẹ, mẹ nói cái gì mà nói tung nói rồi con không hiểu gì hết vậy? Tự nhiên không còn là dâu nữa là sao? Ủa, con Lan nó chưa nói gì cho con biết hết hả? Công nhận cô cũng mặt dày quá ha. Lan, cô sự thật là mọi chuyện sao vậy? Em nói rõ cho anh nghe coi. Em không biết gì hết, nãy giờ em nghe em cũng không hiểu gì mà. Cô đã đồng ý ly hôn với con trai tôi. Cô nằng nặc đòi 200 triệu để ly hôn. Thì tôi cũng đã chuyển 200 triệu đó vô tài khoản cho cô rồi. Trời ơi, bây giờ cô còn làm bộ ngây ngô nữa. Hay là cô rút tiền đó đem về cho mẹ ruột của cô rồi. Trời đất ơi, sống chung một nhà như vậy mà tôi không ngờ cô tâm cơ như vậy luôn á. Chỉ vì 200 triệu mà cô nở lòng nào ly hôn anh Trung. Anh Trung, em thấy thương anh quá à. Cô đừng có nói như vậy, không có chuyện đó. Mẹ, cái số tiền đó rõ ràng là mẹ đưa cho con. Rõ ràng cái gì nữa? Thì chính cô đề nghị thì tôi chuyển 200 triệu đó vô tài khoản cho cô. Con kêu nó mở tài khoản ra cho con coi đi. 200 triệu vẫn còn nằm yên trong đó. À thôi khỏi, bây giờ để mẹ mở cái lịch sử giao dịch cho con xem nha. Chuyển khoản 200 triệu rõ ràng nè con. Cô còn chối cãi nữa không? Cô cần tiền tới mức như vậy hay sao? Cô thiếu tiền của nó một tiếng đưa cho cô được mà. Vì 200 triệu mà cô xem tôi như một thằng rẻ mạt vậy hả? Phải mà anh à, anh em nói nè, mọi chuyện không phải như vậy. Cái số tiền đó đúng là mẹ có chuyển cho em 200 triệu, nhưng mà mẹ nói là mẹ đưa cho em giữ giùm mẹ. Ủa sao tự nhiên mẹ chuyển cho mình 200 triệu vậy? Ồ, mẹ, sao mẹ chuyển tiền cho con vậy? Nhận được rồi phải không? Mẹ chuyển cho con dâu mẹ 200 triệu đó để tiêu xài. Hai đứa cứ đi chơi cho thoải mái đi. Biết đâu á, nhờ vậy mà có con thì sao? Chuyện con cái là lộc trời cho mà mẹ. Còn số tiền này nè, con không có nhận được đâu, để con chuyển lại cho mẹ nha. Hay là vậy đi, con cứ giữ 200 triệu đó ở đó, coi như là con giữ giùm mẹ vậy đó. Dạ, vậy coi như là con giữ 200 triệu này cho mẹ. Khi nào mẹ cần thì nói con gửi lại cho mẹ nha mẹ. Ừ. Sống với nhau bao nhiêu lâu nay, chẳng lẽ anh không tin em hả anh? Cô im đi, tôi không có một người vợ như cô. Cái lỗi chia tay ngày hôm nay á là do cô, không phải là do tôi. Từ nãy về sau á, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. 200 triệu đó cô giữ đi, biến khỏi nhà tôi. Anh bình tĩnh lại nè. Mẹ, tại sao mẹ làm như vậy với con hả? Thứ gái độc không con. Phải chi cô đồng ý ly hôn sớm á thì tôi đâu có phải tốn công như vậy. 200 triệu đó coi như là tôi đền bù cho cô. Cô biến ra khỏi nhà tôi đi, đừng có làm phiền gia đình tôi nữa. Mẹ ơi là mẹ, pha có ly nước chanh hồi nãy giờ sao lâu dữ vậy mẹ? Trời, con thèm lắm rồi đó mẹ. Mẹ nhanh giùm con đi. Mẹ. Con à, mẹ pha xong rồi nè, con uống đi. Con thèm thịt gà đó. Trưa nay á mẹ kho thịt gà cho con cơm nha. Con không phải thèm đâu mà cháu mẹ nó thèm. Mẹ có mua cá. Con quên nói mẹ nữa, con mở tủ đó con nghe mùi cá. Trời, con buồn nôn quá à. Mẹ làm ơn mẹ dẹp cái tủ giùm con rồi mẹ bỏ hết cá đi. Mẹ lau tủ bằng nước thơm á nha, chứ nó còn tanh nhiều lắm, con chịu không nổi. Tí nữa mẹ lên chợ á, mẹ lo mẹ giặt đồ lại giùm con nha. Chứ hả, nó không có thơm tí nào đó, rồi mặc vô nó cứ ngứa ngứa làm sao á, con khó chịu lắm. Ừ, mẹ biết rồi. Với lại tự nhiên con không thèm táo quá. Tí nữa mẹ ra chợ mẹ mua giùm con 1 ký táo nha. Lát mẹ mua. Dạ. Trời ơi, mẹ biết không, không phải là con muốn uống chua gì đâu, mà tại cháu của mẹ nó thèm chua nên con mới uống. Chứ lúc trước con nào giờ con đâu có uống chua bao giờ. Bởi vậy tao nói hả, mang bầu nó mệt lắm mẹ ơi. Ráng lên con. Dạ. Sao vậy? Có sao không con? Có sao không? Hả? Bà định giết chết tôi hả? Bà nghĩ sao vậy? Bỏ đường bà không bỏ, bỏ bột ngọt vô giỏng. Bà muốn tôi ói lòi con ra là thấy gì? Phải không? Bà ác
dựa tôi chứ. Mẹ xin lỗi con, mẹ không có cố ý đâu, tại mẹ già cả mẹ lẫn lộn mà con. Bà lẫn lộn hả? Trời đất ơi, bà lẫn như vậy chắc giết tôi chết luôn quá. Nãy giờ tôi dặn bà mua cái gì bà nhớ không vậy? Mẹ nhớ rồi. Mà con đi đâu vậy? Bây giờ tôi đi mua nước chanh tôi uống. Bà muốn tôi uống như vậy để tôi chết hay gì? Với lại tôi ra ngoài tôi hít thở không khí, chứ ở nhà hả, tôi nhìn bà chắc tôi ngột ngạt tôi chết luôn á. Mẹ, sáng giờ đi mua đồ cho con á, chắc là mẹ mệt lắm rồi đúng không? Vì cháu của mẹ, mẹ không thấy mệt mỏi gì hết á. Thôi, mẹ gạt con hoài, chân mẹ còn nhắc rồi kìa. Không có sao đâu mà, đi con. Ở đó có quán nước kìa, mình vô ngồi một chút đi. Ừ. Ủa, ai giống như là con Hoa mà sao nó dám xà nẹo với thằng nào giữa thanh thiên bạch nhật gì nè? Không được rồi. Trời đất ơi, cô đang làm cái gì vậy? Còn cậu này là ai? Sao hai người ở đây vậy? Câu này tôi hỏi cô mới đúng đó. Cô có chồng có con rồi mà ra ngoài xà nẹo với thằng khác là sao? Ăn nói cho đàng hoàng nha. Tính ra anh là người thứ ba đó. Tôi và bạn gái tôi cãi nhau, cô ấy giỏi, về đây lấy chồng, tôi cũng đâu có biết đâu. Bây giờ tính ra tôi là người đau lòng nè. Chuyện này là sao? Chuyện này là sao? Cô giải thích rõ ràng cho tôi biết. Có gì đâu mà giải thích. Thì lúc con với ảnh giận nhau chia tay nên con mới bỏ về Việt Nam. Lúc về Việt Nam rồi á thì phát hiện con có thai. Chẳng lẽ bây giờ cho mọi người biết là con chữ Hoang hả? Đâu có được, nên con mới gáp với anh Trung. Còn bây giờ hai đứa con đã khỏe với nhau rồi. Đồ khốn nạn, đồ trơ trẽn. Cô dám lừa dối hai mẹ con tôi. Cái thằng này nó ăn ốc, cô bắt con tôi nó đổ vỏ hả? Cô chán sống rồi phải không? Bình tĩnh đi mẹ, đừng kích động như vậy. Đừng kích động cái gì? Nó cắm sừng trên đầu con đó, con không thấy nhục sao? Chứ không phải á, bà cũng muốn cháu lắm hay sao? Thì giờ tự nhiên khơi khơi ở đâu á bà có cháu, thì bà lời quá rồi còn gì. Khốn nạn. Nè nha, nãy giờ tôi nghe bà chửi tôi hơi nhiều rồi đó. Bà nói tôi khốn nạn hả? Bà đó cũng khốn nạn không kém gì tôi đâu. Bà nên nhớ, người dẫn tôi về nhà chính là bà. Mà người á ép chị Lan và gài bẫy chị Lan á cũng là bà. Cô nói vậy là sao? Cô nói rõ ra đi, ai gài bẫy ai? Thì cái vụ 200 triệu đó, bà thì muốn có cháu, còn chị Lan á thì không có con được. Bà ép chị Lan ly hôn mà chị Lan đâu có chịu. Bà mới nghĩ ra kế hoạch á là chuyển vô tài khoản cho chị Lan 200 triệu, đổi cho chị Lan á là đòi 200 triệu mới ly hôn anh. Đó, chuyện là vậy đó. Cái cô kia, ai cho phép cô đặt điều vậy hả? Ai đặt điều cho bà hả? Trời, tôi nói cho bà nghe nè, lỡ tôi bị vạch mặt rồi thì phải tìm người bị vạch mặt chung chứ, như vậy mới vui đúng không anh? Tôi dự định một thời gian nữa mới về đây đón vợ mình. Nhưng mà nhìn với tình hình như thế này, chắc là Hoa không sống yên ổn trong gia đình mấy người nữa đâu. Anh nên chuẩn bị tinh thần đi hôn trong văn minh đi. Còn việc con của tôi á, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cảm ơn anh thời gian vừa qua đã chăm sóc vợ con tôi. Mình đi em. Mẹ ơi là mẹ, mọi chuyện ra nông nổi như vậy rồi đó, vừa lòng mẹ chưa?